Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn đột ngột chút xuống khu vực thị trấn Di Linh, huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng vào chiều tối qua, khiến cho nhiều nơi đã bị ngập nặng, tường nhà dân bị sập, nước đã cuốn trôi một ô tô cùng với hai xe máy. Chiều qua trên địa bàn huyện Di Linh đã xảy ra trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Nước từ trên cao đổ xuống đột ngột khiến nhà ông Trương Công Cường, tổ dân phố 8, thị trấn Di Linh đã thiệt hại nặng nề. Tại hiện trường cho thấy một xe máy của gia đình ông Cường bị nước cuốn trôi kẹt dưới mương, một chiếc xe máy khác và một chiếc xe ô tô con cũng bị nước cuốn trôi xuống vực hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Do nhà ông Cường ở vùng thấp nên trận mưa lớn khiến nguồn nước các nơi đổ về đột ngột đã không kịp trở tay. Nhận được thông báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, thống kê thiệt hại, đồng thời có phương án hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nặng nề.